Nam Chịu. hả? Em khỏe chưa? Rồi chị. Thôi em đi nha. Ê, mới sáng sớm đi đâu? Thì em đi tìm Dương. Trời ơi, em đi nửa tháng nay chưa biết mệt sao Nam. Thôi đừng đi tìm nó nữa, để cho công an họ tìm. Bây giờ ở nhà không có tâm trạng nào để làm việc. Bữa nay em sẽ qua bên An Giang để tìm. Chỗ đó giáp ranh với biên giới. Nếu mà Dương bị bán qua bển, biết đâu sẽ có người nhìn thấy. Giả sử nó bị bán qua bển thiệt thì sao? Có gì đâu, em sẽ qua bên Campuchia tìm Dương thôi. Trời ơi, em nói làm như dễ lắm vậy á. Ở nước mình á, tìm đã khó rồi, làm sao qua nước khác tìm được. Nhưng mà kệ đi, em đã nói rồi, bằng mọi giá em phải tìm được Dương. Thôi em đi nha. Không lẽ không tìm được con Dương rồi nó cứ lang thang suốt ngày ngoài đường vậy sao? Không được, mình phải tìm cách giúp nó.